Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Rồi chiều nay em có lên cho mình 13 cây lô chữ B nghe bê bò giùm em nha mấy anh. Đó. Makita 4 thì dòng Mitsu HG Isuki G2K Mitsu TL 23. Cái này là Nativo ra bóp tung gời quá đẹp. Robin Ryobi Magu Kawasaki Kyrgyz Gwin vào cái Echo đó mấy anh, tha hồ mà lựa ra. Và máy nó dao động từ 1 triệu 3 trở lên, em xin lỗi 1 triệu 250 trở lên nè, 1 triệu 250 em bao ship tới nhà, phụ tùng đầy đủ, đặc biệt không có lấy cọc ha. Em bán lẻ là em không có lấy cọc nha mấy anh, nghe cho kỹ. Đầu like đi rồi mình hãy vô mình lựa ha. 6 món là có trắng cỏ, dây đeo tiếp mở vô ghi đầu dao lục giác 4 lưỡi dài và ổ phát cước cho mình nha ha. Máy em này rất đẹp và giá cực kỳ mềm nha, mình tranh thủ lựa nha mấy anh và suy nghĩ cho kỹ hay đặt hàng ha, để đặt xong rồi đổi ý người bơm hàng cho nghiệp em nha. Và số điện thoại đặt hàng bên em là 0913 136620, Zalo là nhanh mai nha. Rồi bên em có xếp hàng toàn quốc, được xem hàng rồi kiểm tra hàng test máy nổ mình mới nhận ha. Rồi anh nào mà test máy mà chưa có nổ này kia thì điện cho em hướng dẫn cho nó nổ máy ha mấy anh. Để nhiều khi đơn phương test không nổ rồi bơm hàng của em thì cũng tội nghiệp nha. Đó, trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt hàng hôm sau mình đi, không nhận được hàng mấy anh điện cho em, em kiểm tra hàng coi nó tới đâu ha. Rồi em sẽ kêu bưu tá hỗ trợ giao hàng tới nhà cho mình. Đó, rồi bên em có bán nè, nhớt nha, nhớt 2 thì 100 ngàn một chai ha. Nhớt 4 thì cũng 100 ngàn một chai, và một chai như thế này là 1 lít nha. Đó, và tỷ lệ xăng với nhớt là 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt 2 thì ha. Cái này nó có mail cho mình đo luôn, 20, 40 ha, cái can nhỏ bên hông nè. Thưa chị, đó cho mình đo ha. Và em khuyên là mấy anh mua máy thì nên mua thêm một chai nhớt để sẵn đó, cái mình đổ ra mình mua xăng vô mình thử ra, khỏi cần phải chạy đi đâu mua ngay, rất là tiện lợi. Và khi mà mấy anh mua theo máy thì em bao ship cho mình luôn, mua một cây máy mà mua 5 chai nhớt em cũng bao ship cho mình luôn ha. Nhớt rồi về mua để dành xài hoài không sao hết nha mấy anh. Và em khuyến khích là anh nào biết về máy thì mình hãy mua hàng trên mạng ha, còn không biết về máy mà thấy em like quá uy tín quá chất lượng muốn ủng hộ em thì mấy anh kiếm anh em bà con ở sớm vậy đó biết thử máy thì mình hả mua nha mấy anh, thử cho nó nhanh ha, để nhiều khi về thử máy không chạy rồi để thường sắp làm máy không ngon. Tại vì nhiều khi hàng ở đây em thử hết rồi nó chạy nổ hết rồi, cắt cỏ luôn rồi mà tới chỗ mấy anh không biết ý cái thử máy á, nhiều khi tay ngang á cái thử giật vào phát không nổ có quản hòn trả lời em thì cũng đại nghiệp ha. Rồi bây giờ em sẽ test máy nổ ha, test máy nổ trên trên điện thoại nha, này trên Zalo cho mình ha. Rồi mình ưng cây nào thì mình chốt cây đó ha, coi cây nào nó phù hợp với gia đình mình về công sức về túi tiền thì mình chốt ha, còn không thì mấy anh có thể đợi lô sau, còn có gì thì mấy anh cứ điện Zalo cho em ha, em tư vấn cho mình ha. Đó chứ không có gì hết nghe, tư vấn miễn phí luôn. Rồi có gì cho em xin nút đăng ký kênh kèm nút like ha, cảm ơn mấy anh trước nha. Cái nút đăng ký kênh để làm gì, khi mà mấy anh em like nó sẽ xong rồi nó sẽ đăng rồi nó sẽ nổi lên cái kênh trang cá nhân của mình ha, thì mình sẽ lựa được máy hoặc là mình quên tên cửa hàng rồi thì mình vô mình coi. Còn nhiều khi mà mình không đăng ký kênh cái kiếm em không có, cái kênh của em là cửa hàng Thành Hợp nha, địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Rồi em sẽ vô cây B1 đầu tiên danh ma. Mà giá có 1 triệu 250 à. Bình xăng lớn là bình xăng green nha mấy anh, xăng green nha. Bình xăng con thì em lên chế 2 kim tôm liền tôm nhựa nha, 20cc ha. B1 30 ly, 1 triệu 250. Ga thì là ga bóp, công tắc thì bật lên bật xuống ha, một tay cầm. Rồi đầu bò green thì máy này phiên bản green của nó là một tay cầm ha, mà anh nào không thích thì có thể nói em lên hai tay cầm miễn phí cho mình nha. Và cái máy đầu tiên này thì xài cho gia đình ha, cắt cỏ nhỏ rồi thì nó phù hợp hơn nha mấy anh. Đó danh ma 1 triệu 250. Rồi em sang B2 Robin. Rồi
Robin này là 22cc nha, ha, nồng 31 ly. Máy này cũng hình thức cũng hơi đẹp nha mấy anh, hơi bị đẹp. Đó. Mẫu áo này thì màu xanh này, màu xanh ngọc ha, nhìn nó lạ mắt nha. Đó, Robin công tắc nè. B2 31 ly, 1.350.000 ha. Hai tay cầm. Ga giữ, rồi đầu vòi zin. Thì 1.350.000 là xài giá bao hợp lý cho mình luôn nha. Cái này thì em lên chế mới, chế hai kim mà nha mấy anh. Ha, bình xăng lớn là bình xăng zin luôn nha. Đó, 1.350.000 xài cho gia đình. Rồi em sang B3 tiêu gít 253 ha. Kêu ghét. Bình xăng lớn là bình xăng mới ha. Bình xăng con thì bình xăng mới chế hai kim. Áo sắt nha, tỏi nhiệt rất tốt nha mấy anh ha. Cho nên nó chạy nước sơn nè, ha, ít ỏi không sao nha mấy anh. Đây. Này máy này nó zin nha, 253. Tum gời. Tắt nè, tum gời tum nhôm. 1.4 cho B3 nha. Rồi hai tay cầm. Đầu bò zin, lắp mắt tĩnh điện màu hồng ha. B3 32 ly 1.4. Cái loại này nè mấy anh, cái bạc của nó thì ha nó bạc. Rồi bít tông của nó thì rất là dày ha, mà cái mẫu của nó thì không có đẹp như những cái mẫu khác, mà máy này thì em bao bít tông nồng áp nồng này kia nó zin hết cho mình, thì mấy anh an tâm xài đi, máy chạy khỏe ha, rất khỏe. Em sang B4 Kawasaki. Bình xăng lớn là bình xăng trên, xuống trực tiếp bình xăng con là bình xăng trái nổi ha. Đó. Tum gời, tum nhôm. Tum 260 nha. 1.4 cho B4 nha mấy anh. Trời ơi cái cùm đó nè, cái tum đó nè, cái cùm đó màu cam hợp tông luôn, quá đã. Rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin heo máy ha. TD 24 nha. Máy chạy cực khỏe nha mấy anh ha. Khác cỏ cứng, cỏ keo là bao xài bao khác luôn nha. Đó. B4 1.4, em sang B5. Maru Yanma ha. Công suất thì 20cc, nồng là 30 ly nha mấy anh. Bình xăng lớn là bình xăng zin. Quá đẹp mà nó trắng tưng luôn như ngọc trinh luôn nha. Chế thì chế zin quanh bà rồ ngang ngang. Tum liền, tum nhựa mấy anh ơi, trắng tư luôn. Công tắc ha, mấy anh chịu khó nếp mạnh vô giùm em công tắc zin á, thì nếp mạnh vô nó mới tắt nha. Đây ốc trắng tư, ga bóp xịn sò luôn. Rồi đầu bò zin B5, 30 ly, 1.450.000 ha. Cái này thì lóc nó dập Japan nha, made in Japan cho mình luôn ha. Rồi em sang B6 Ryobi, xài động cơ của Mitsubishi tên là em hơn nha. Rồi Ryobi. Cái này chế thì chế zin ngang ngang quanh bà rồ ha. Đây đổi tự động, đóng lè. Tum liền tum nhựa ha. Công tắc nè, sau lưng dập chữ Ryobi luôn. Hai tay cầm ra giữ ha, đầu vòi zin theo máy nha mấy anh. Đó. Cái này á, thì lóc dập chữ made in Japan cho mình luôn nha. Đây, em có cái đế bằng nhựa nè ha. Ôm bình xăng lớn luôn. B6 30 ly 1.5 nha. Ha, máy này quá đẹp mấy anh ơi. Xài gia đình cực kỳ là phù hợp luôn ha. Hệ này chạy siêu tiết kiệm xăng nha, mà thêm le đỏ tự động nữa. Nó xịn sò luôn á. Rồi B7 Robin. Có trả lời ha. Đóng lè coi. Ví dụ thằng lính em đó ha, lính em lâu lâu nó giống như là một bác nông dân mà tay ngang vậy đó, nó quên có cái bước đóng le thì mà nó giật hoài không nổ ha.
Thì cái bước này là cái bước khởi động máy, là đổ xăng vô xong rồi mình bóp xăng lên, hay gọi là bóp cái vú xăng. Xong mình đóng le, mình giật giật dài phát, mình mở cái le ra cho nó không gió nó chạy ha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại máy ha, mình xăng láng zin rất đẹp. Vô pin trợ lực. Túm liền túm nhựa ha. Chế da ngang, chế zin quanh pro, công tắc nè. Rồi hai tay cầm. Ga giữ, tráng cỏ zin đầu rồi zin theo máy cho mình luôn nha. Ha, hệ Robin này là 1,5 triệu 50 ngàn nha mấy anh ha. Nhớ dùm em B7 nha. Chế zin quanh pro chạy tiết kiệm xăng mà có trợ lực ha. Mà trọng lượng máy này thì tầm 4 kg ngoài thì nghe mấy anh chắc không có nặng quá. Ha, tráng cỏ zin nè, hợp tông với màu máy luôn. Rồi em sang B8 Nativo. Đó, Nativo ha. Bình xăng lớn. Bình xăng zin nha. Ốc zin luôn. Chế zin luôn. Chế zin không máy ha. Đó, áo rất đẹp, tum gời. Tum nhôm ha. Ốc zin nè, quá đẹp luôn. Rồi hai tay cầm. Công tắc nè, ga bóp nè. Đó, đầu vào zin. Đây nè. Máy móc còn xịn sò đẹp quá trời đẹp mấy anh ơi. Có cái đế nè, mình xăng lớn luôn ha. B8 1,7 triệu nha. 34 ly ha. Rồi, em sang B9 Mitsu tên là 23 ha mấy anh. Rồi, bình xăng lớn là bình xăng zin. Đó, bình xăng con là chế 2 kim ha. One Pro luôn. Cái su tên là 23. Đó, quá đẹp nha mấy anh. Áo quá đẹp. Tum gời, tum 260 ha, công tắc nè. Mở nè. Vuông luôn. Cái đầu máy này ngoài cái cỏ mình phải đốt xịt thuốc nha. Chế 2 kim One Pro đó. Rồi B9 này 1,7 triệu 50 ngàn, 31 ly ha. Hai tay cầm. Rồi trắng cỏ zin, đầu vào zin theo máy nha. Thì cái máy này thì lóc nó sẽ dập chữ mắt in Japan ở đây nha mấy anh ha. Đó, Mitsubishi tên lời đó. Rồi B10G2K, dòng họ của Zenon Komitsu ha. Rồi Zenon Komitsu Made in Japan. Rồi, bình xăng lớn thì là bình xăng mới ha. Bình xăng con thì bình xăng zin ha, zin 1 kim. Công tắc nè. Tum nó thì tum vuông 260. B10 34 ly 2 triệu ha, hai tay cầm ra giữ nha. Rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin. Đầu bò có chép ngược thẳng chép sáng cỏ luôn nha mấy anh. Có chân trống nè. Đó, bình xăng lớn mình không chạm đất luôn. B10 2 triệu cho mình nha mấy anh ha, 34 ly. Ngoài cắt cỏ có thể đấu xịt thuốc nha mấy anh. Rồi 2K chạy rất khỏe nha. Sang B11. Này là Kawasaki hay gọi là TZ ha. Trợ lực nè, màu xanh này, màu xanh này hơi lạ, rất đẹp ha. Cũng ghi đứng. Chế zin ga ngang 1 kim nha. Cái nắp bình xăng nó có cái cộng này theo nè mấy anh, khi mấy anh mở ra ha thì nó sẽ dẫn để đây cái bình xăng, nắp bình xăng mình khi mình quên nó cũng bị lạc, cũng bị mất ha. Bộ khói rất đẹp, thơm liền, Isuki. Isuki mà hiểu là Kawasaki mới đúng ha. Isuki cũng nó luôn. Đây. TZ 27027 ha. Là thằng này là công suất nó là 27cc, nồng là 35 ly nha mấy anh. Nè, tắt mở nha. Ha, khi mà mấy anh giật nổ hoài mà mấy anh thử máy mà nó không nổ, mấy anh để ý gì mà em không tắt nha. Ra thì lướt lên lướt xuống. Rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin nha. 27cc nè. Cái trắng cỏ nó hợp tông với mỏ, mấy anh thấy xịn sò không? Rồi B11 35 ly 2 triệu ha. 2 triệu cho mình luôn. Ngon lành cành đào ha. Cái hàng này cái lóc nó dẹp cửa mắt in Japan như đây nha mấy anh. Đó. Rồi B12. Rồi. Sửa, đóng le. Sửa.
Rồi HG. Bình xăng lớn ha. Zin. Bình xăng con Zin quanh bà rồ luôn. Tum liền. Tum 260. B12 34 ly 2 triệu nha mấy anh. Rồi hai tay cầm ra giữ, chắc có Zin đầu bò Zin. Thì cái tum 260 này thì máy ra ngoài cái cỏ mình có thể đốt sạch thuốc nha. Máy này chạy tiết kiệm xăng lắm mấy anh nha, mấy anh xịn sò lắm á. Nó là dòng họ của con Mitsubishi á mấy anh, nhìn giống nó giống Tayu không? Hai cái mẫu nó gọi là tương đối là 90 với Tayu luôn á mấy anh. Đó. Rồi B12 sang B13 cuối cùng. Makita 4 thì. Rồi xăng riêng, nhớt riêng ha. Xăng bên đây, nhớt bên đây. Mà khi mấy anh xài máy này, mấy anh mua nhớt theo á thì mấy anh nhớ đổ lưng lưng nghe, đừng có đổ đầy quá chạy nó sẽ bị tràn á. Máy này đẹp quá trời mấy anh ơi. 427T ha. Áo sống rất đẹp, chế zin ha. Bộ khói trắng tư luôn. Tum thì tum liền, tum nhôm mấy anh Makita nè. Có chân trống ở dưới nè. 2,1 triệu thôi. B13 2,1 triệu. Rồi ra giữ hai tay cầm, đầu riêng theo máy ha. Xịn sò nha. Anh nào mà đam mê máy bóng thì hốc nhanh hốc lẹ cái này giùm em. Đi đâu mà vội mà vàng mà kiếm cái gì đó ha. Mà không biết nữa. Khỏi kiếm Honda mấy anh ơi, kiếm máy bóng thì xài đi. Bộ máy bóng thì mà xài Makita đi. Em nói lộn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh.